các bức tượng cổ của chùa Linh Tổ của làng Bần Yên Nhân là những bức tượng nó có giá trị về thời gian lịch sử, được làm bằng tức là các cái gỗ và sơn ta đắp lại và lưu giữ những cái màu sơn. Ví dụ như bức tượng A Di Đà rất là đặc sắc và đã được giáo sư sử học Lê Văn Lan đã về đây 2 lần để lấy cái biểu tượng, cái hình tượng của bức tượng A Di Đà này làm cái bức tượng cao 86 mét ở thành phố Hạ Long để trấn giữ Biển Đông. Giữ lại Thế Tôn, Đà là thất phận, ký mũi là hiền tiếp, đúng không ạ? Tiếp là bức tượng to và cổ nhất Việt Nam bây giờ. To và cổ nhất điều đó thì mình rất hạnh phúc và nhà lại. Thì đúng không? Rất tuyệt vời. Thế là các bác sẽ hiểu, các bác cũng cảm nhận được điều đó. Cho nói xin lỗi. Người dân làng Bần chúng tôi cũng có một cái đức tín vào Phật rất sâu. Mặc dù trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn một lòng giữ gìn được những bức Phật, bức tượng đó để bây giờ cho thế hệ đời sau chúng tôi được chiêm bái. Mình cảm thấy là phấn khởi mà được giữ gìn, trùng tu lại cái này. Chúng tôi được ra là tụng kinh hàng ngày, chia thành mấy được sáng trưa chiều tối là đều có cả. Tôi rất vui mừng.